Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại vlog của mình. Cũng khá lâu rồi mình chưa quay vlog anh em ạ. Hôm nay là mình sẽ quay vlog hậu trường của team School mọi người nhé. Lại là Tuyến và Phan Anh. Tuyền. Hai đứa ngồi đây làm gì đấy? Nghe, giờ này ăn ý quá ta. Vừa chụp ảnh với nhau à? Em chỉnh xong mới được nhìn. Đâu? Không được dậy gấp. Ôi anh thấy mọi người bảo Phan Anh có vé đi xem đảo phở Biên đâu à? Dạ. Em có đấy, vé. Sắp giờ mở hết rạp rồi anh, còn gì về vé nữa đâu. Nhưng mà em có mấy vé đúng không? Không, em có đâu. À, thông loạn thấy thằng nào bảo em có. À, hôm trước vé. Là có một bên ok. Người ta book đi xem. À. Người ta bao cái rạp để mời mình đi xem ấy. À rồi. Nhưng mà rồi. Hôm đấy mình đi quay có cảnh tối rồi sao đi. Mà xem giữa tuần nên làm sao mà đi được. Anh tưởng xem rủ Tuyền đi cho Tuyền xem đào phở piano. Anh ơi Tuyền chọn Mai rồi, Tuyền Tuyền không chọn đào. À Tuyền thích Mai à? Xem phim Mai chưa? Em xem rồi, xem lần thứ hai thì xem lần thứ hai luôn. Anh xem lần đầu tiên anh không muốn xem lần thứ hai. Hay mà anh ok. Anh chỉ hay thấy hay mỗi cái cảnh mà lúc cái con Mai. Không spoil, em chưa xem. Đừng spoil. Chưa xem á? Chưa xem. Nhưng mà nói tới cái phim này không thích, anh chỉ thích mỗi cái đoạn mà con Mai nó nhớ lại cái ký ức ngày xưa của nó mà nó nuôi con một mình ấy. Với lại cái đoạn mà bố nó phản bội nó, hay là đoạn đấy kiểu khắc. Thôi, đừng spoil. Thực ra xem phim mỗi người một cảm nhận mà. Đúng rồi. Em định đi xem phim Đào Phở Biên nhưng mà em. Em ơi, đợi sắp tới đi. Sắp tới nó Vĩnh sẽ. Vĩnh Phúc không có đúng không? Sắp tới sẽ có. CRV mà có thì Vĩnh Phúc sẽ có. Vĩnh Phúc nó là cái gì? Kinemark à? Có Mark à? Có Mark nhưng mà dạp của nó là dạp cái gì? Ở đấy em đang ở dạp đấy là trong đấy là dạp gì đấy? Kinemark á? Ừ. Chưa nghe đâu giờ. Cinemark á? Cinemark chứ, Cinemark là phim ấy. Cinemark. Thì chưa nghe bao giờ. Thì sắp tới dạp đấy nó sẽ có mà. Bởi vì nó vẫn là của hãng mà. Anh Trường lái đi. Những con người chưa xem Mai. Đang quay vlog. Anh Đại mà biết lái xe. Đừng cho lệch mặt đấy. Tối khả năng chiều về anh nhuộm mà. Chú rể nó tóc màu trông nó kiểu trẻ con ấy. Trẻ con gì? Ừ. Đây mà sao em lấy chồng để tóc màu con gái tóc, con gái nó khác. Tóc màu đỏ. Im. Cút. Cút ngay. Nhưng mà mình cảm thấy mặc bộ này mình như kiểu là đao cấp ấy mọi người. Đây, mình sẽ kiểu như này này. Xong về ghép nhạc kiểu slow cho bạn ấy nhá. Ờ. Quán vui à. Không. Để Hàn Quốc. Nào. Xem chưa? Hai. Lại đi anh nhịp, anh lấy nhịp nào. Không, cốc vào đây bên này. Đây. Chưa? 2 3. Đấy. Về rồi. Mọi người về ghép cái đoạn này cho Tuyền với Phan Anh ngầu tí mọi người ạ. Slow thôi nhá. Nhạc chung lên. Nhạc Hàn Quốc. Nhạc chung 12. Tuyền này đóng vai gì? Tuyền đóng vai Vương Phan Anh. Không. Nữ chủ tịch. Sao nhìn như kiểu nữ đa cấp ấy. Thế sơ tay. Nữ bất động sản. Ôi. Cái áo này có phải là cái áo mà hôm nọ để quên ở đây không? Không, áo của chị Ngọc mà. Ơ thế hôm nọ quên một cái áo. Không, hình như có ông Cường. Cường á? Thế quên có cái áo y hệt như này ở ngoài VCI. Ngọc ấy, em làm sao mà có mấy cái style này được. Thế yeah. Mọi người xem ông Đại lái xe không biết có biết đề không? Không biết đề chỗ nào. Đi xem nào. Tay ở đâu nhỉ?
Thế mà biết đi dậu hoài. Đây à? Rồi dí xuống. Rồi. Chết nhờ. Lần đầu tiên lái xe. Ôi nhìn tưởng đoàn mình cứ cầm đến số. Ôi trời mới mất thời gian. Thôi Vinh lái đi, mày quay không? Ở đây đây anh lái nhá. Mất thời gian. Có mà biết lái. Em nhảy lại cái bài lắc mông ra. Cái bài mà cướp lì xì ấy. Phan Anh ra tung lên cho nó để cho nó lắc mông. Hả? Đây đây để Phan Anh tung. Là Phan Anh tung thì để nó lắc mông. Đấy. lại đi vào để cho ăn với nhạc. Nào. Anh lắc đi. Anh lắc đi. Phan Anh tung để cho em lắc ấy, em nhảy như hôm nọ trên video TikTok ấy. Đâu, không nhảy được. TikTok nhảy được. Sao video TikTok em nhảy được? Không biết nữa. Tao ở nhà có tường không ngại. Ít lắc nhá. Kinh. Ờ. Người khác nhau luôn. Tí nữa mình sẽ ghép video TikTok của Tuấn với Tuấn vào đây. Một hôm lướt TikTok thì truyền. Là vãi. Của khiếp nhỉ. Ngày xưa em nhảy TikTok mà. Lắc đi để cho Phan Anh nó tung em lắc đi xem nào. Thôi đi. Sẽ mặc có tung được đúng nhịp đâu. Sẽ mặc sờ tay em có lắc được không? Sờ tay không lắc được. Lắc được. Nào. Tung nào. À đây đây để Phan Anh nó tung hoa. À. Nhưng bị bạn quên nhạc không? Không sao, mở đi anh chấp hết. Hay à, chắc nhỉ. Không bắt đúng nhịp đâu rồi. Đây. Không với được. Không cần với. Không cần bắt. Tung ra được. Okay. Đấy thôi. Đấy, tung như này em bắt đấy, thế được, anh tung nhảy thôi. Không chỉ cần nhá. Và nhà Phan Anh đưa hoa ra để Tuyền bắt Tuyền lắc thôi là được, không cần phải tung. Giống như kiểu xem bắt lì xì á, ở đá này. Em có là bắt người ta lắc ấy. Nào. Từ từ xong. Không người thì có càng hay sao? Được. Em ra chậm quá. Trời ơi, đâu để nghe. Rồi. Chỉ cần Phan Anh giơ ra kiểu tặng là được rồi. Rồi. Đấy. Giỡn ra chơi. À. Nhấp nhịp thôi. Bắt đầu chưa? Nào. Chết nha. Con mệt.
anh em. Ôi rồi đại nghịch lớn rồi còn chơi nghịch. Nhít này xong tía bọn môi trường nó lại phát cho nó bảo không thoát được nước. Nghịch ngợm nhỉ. Giá rồi đi chơi bùn à. Xong xong tía cho mấy bùn vào đây này để nó còn bắn lên này. Chứ mỗi nước không bắn được đâu. Nghịch phết. Thử cho anh chậu nước vào đây xối sạch trong này đi xem này. Đâu em mở lại cái chen nắc đít đi ra này. Đi của ai? Của chen đấy á? Ờ, của video của em ấy. Thôi bạn đi xem rồi còn phải xem lại nữa. Có mấy phần anh mới biết rồi à? Phần anh được rồi đấy. Ô luôn đi. Vừa phải thôi, đi đây này. Tiến ơi! Tiến! Vẫn là chảo đấy nhá. Chặt nhỉ. Điều không? Nhìn không điều lắm. Không điều lắm đâu. Một lít. Mấy lít, mấy lít anh ta ơi. Một lít. Nhớ cái này đi anh nhé. À, về ta gửi nghiêng đoạn này cho chị Yến xem. Đùi sát vào tường đi, vào đường đi. Đi kiểu gì đấy. Anh hất như thế anh đại. Vì 3, 2, 1, tiến. Hát tiến chưa cho nó ướt hết súng người đi. Nó lại khoảng 3 lần nữa thì ướt đẫm. Anh hết cả chậu này nó bị tóe nó không nhìn thấy nước đâu. Nó chưa được rồi. Không bởi vì anh muốn là xe nó chạy qua thì nó phải chạy theo quán tính của cái xe. Ừ. Không, thế nhưng mạnh quá. Cái vừa rồi anh hất được chứ. Bây giờ anh hất như thế nhưng mà anh hất tay. Đúng rồi, anh hất. Bực chậu nó bị lôi. Nói à xe Phan Anh đi đúng không? Thế là phải đỗ lại đây này. Phan Anh đạp cho anh Đại cái xem cho anh Đại làm sao Phan Anh. Đạp lại. Đạp như này chứ. Lên nhá. Em bắt nửa trên đi. Em bắt nửa trên người nó. Anh sẽ cho nó ấy quá. Có mặt nó không nó hét đấy. Thế. Hét không nhìn theo xe luôn. Anh cứ bắt cho nó cả nửa trên đấy. Vị trí vào cận cái đấy cho nó ấy gì. Bây giờ mình đang bắt đặc tả mà. Không nói đâu, nó bởi vì tính đặc tả này mình sẽ không lấy chọn được. Mình bắt nửa trên của nó luôn. Thế mình sẽ không vào một khóc nào nữa. Á, đó. Mình điều đấy. Tránh ra cho anh vào. Mình mẹ nó ngất. Anh nó ngất cho nó phải cố quay lại được nó. Toàn ấm nhỉ? Em có lạnh mà ấm. Ok, được rồi. Nào. Bạn vẫn đang để pha đúng không? Ừ. Chuẩn bị. Diễn. Mày lại. Tôi là người đã báo công an chứ. Mày lại. Tôi là người. Mày đây. Tôi là người đã báo công an tới bắt anh đấy. Diễn. Mày đây. Tôi là người đã báo công an tới bắt anh đấy. Cắt. Tôi đúng cười. Tại sao vậy? Long. Tôi đúng cười.
Vừa phải đâu em. Quay gì? Ui mặt thật đấy. Rồi. Nào lên đây. Ấm thế đang lạnh lạnh có người ôm. Thích. Không lạnh. Thoại. Thật ư, không thoại. Đầu cáo nãy câu vừa rồi. Mày nói thật ư, sao mặt mày tím ghê này. Em bảo mỗi chồng mà. Lạnh. Tái mặt mày. Mình phải tự chỉnh ca thôi. Nào lên đèn nào. Công an đến. Tại sao vậy? Lên đèn em. Sao vậy? Nào chuẩn bị. Rồi. Đây. Em làm gì thế? Biểu cảm xong rồi rén rén xong rồi nhớ chạy. Anh vừa nói phát còn tiếng công an luôn. Chuẩn bị. Jim. Tôi là người đã vào công an tới bắt anh đấy. đúng rồi phải gách áo hốt bởi vì có tiếng công an mà mình đang không biết công an bên nào. Để em kêu rồi, để em kêu. Không bắt đầu chạy. Không phải kêu. Mày. Nào lên đèn này. Kêu buồn cười thêm mình kêu. Tôi em không khỏe. Em. Mỗi một lần mình quay đi phát là nó lại màu nó lại phải sắc. Vâng, cái kiểu mặt em. Mất mặt quá không anh? Hay là cái góc này em đẹp trai? Không sao, mặt này đẹp. Nó góc đẹp. Lần sau chụp ảnh góc này anh. Đứng góc vào. 3, 2, 1, Diễn. Tôi là người là bác công an, tôi bắt anh nhé. Mày. Chậm thế. Đi ạ. Kiểu đi gì đấy. Chưa được một phát đâu anh ơi. Đoàn này nó chạy đi em còn với theo. Thế còn xe em anh. Bắt ngược lại đúng không? Anh ơi thế còn xe em anh. Bỏ xe hả? Lên xe em phi chạy. À không bỏ chạy luôn. Bỏ chạy đi. Bỏ chạy đi. Vứt xe luôn. Đầu mà miễn đi. Miễn đâu mà mình đầu mà. À tao giàu tao đi bắt cóc à? Ừ. Nào. Em phải không? Em lên xe em phi mẹ vào đây. Sao đó? À mà không, tí giờ thằng này ngoái lại. Jim. Chạy đi, xem anh chạy được bao xa. Nào. Sao đây là ớt tưởng. Mày ơi, chết này chết mình nhập nhiều á. Có thể. Có thể. Nào đây. Bế luôn đúng không? Anh. Mình ơi, ra kia đi, anh ra đứng trước này nè. Cây rồi. Đừng lấy sợ ma nó tóm chân đi. Ma kéo cỏ. Dữ bế. À dữ rồi thì ngon. Chuyện ma kéo quà. Đâu quá đi. Đây sáng rồi. Chuẩn bị. Đúng rồi. Diên. Anh cứ chạy đi. Quay mặt thằng kia. Diên. Anh cứ chạy đi. Xem anh chạy được bao xa. Chịu tối. Đào Long bật xe lên rồi này. Bế như bế con lợn. Bật xe lên thôi, Diễn phát đi. Là Minh đứng gọi vào. Minh đứng gọi vào. Phóng thẳng luôn. Đi đâu mà vị trí là đâu hả? Đâm thẳng vào đây. À vâng. Chuẩn bị. Đi xem đào vào phở. Thôi rồi quay đi. Phát đi về đây. Bật xe lên rồi này. Hô Diễn phát là đi này. Đi về anh ơi. Long ơi. Bật xe lên. Diễn cái là đi nhá. Bật đèn lên. Bật đèn. Hé kính đi để còn nghe được, hé thôi. Hồ Diễn thì đi nhá. Hồ Diễn thì đi. Bởi vì ấy mà, đèn ô tô mà. Ok là chuẩn bị. Màu thay vào nhau, chừng bất nhỉ. Nhìn màu lát bét. 3, 2, 1, Diễn. Xem anh. Lại. Mồi, việc mồi thôi. Lại. Mày lại. Là phi rủi rủi cả. Phi gớm thật. Mỗi việc câu mồi thôi mà. Chạy được ba xa thì hẵng ra. Thế mà chạy được ba xa. Diễn phát mày quay mẹ mặt lại mày bế nó thôi chứ không có xa nữa. Rồi ok. Mày được bế rồi. Ok. Hôm Diễn là đi. Diễn là lên xe. Không mồi thôi. Đi luôn. Thằng áo ngơ này, em tắt mic này đi. À, chuẩn bị. Để đúng. Ba con chó kìa. Đi chó. Con chó. Tại sao vậy? Chó. Nào quay đi. 3, 2, 1, Diễn. Gì đấy?
khỏe nhá. Tôi thế thôi. Ấm không? Ấm không? Thế thấy kêu lạnh được Phan Anh ôm thì ấm thế còn gì nữa. Em buồn cười với ông Phan Anh không? Em lấy tóc chết mất. Phải lăng là vlog của mình đến đây là tạm dừng anh em ạ. Chúng tôi lại bắt đầu tiếp tục với công việc. Thì tranh thủ thời gian giải lao thì mình sẽ quay cảnh hậu trường anh em giải lao và anh em vui đùa để cho mọi người có một chút thời gian giải trí trong cái vlog của mình. Vậy mọi người hãy like, đăng ký và subscribe kênh để mình có thời gian quay nhiều vlog hơn cho anh em xem nhá. Đấy. Bye bye và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog sau.